Ủy ban nhân dân tỉnh Con Tum vừa phê duyệt kết quả đánh giá hiệu quả hoạt động và xếp loại đối với các doanh nghiệp 100% vốn nhà nước do Ủy ban nhân dân tỉnh làm đại diện chủ sở hữu. Theo đó, 5 trên 8 doanh nghiệp xếp loại A và được đánh giá hoạt động hiệu quả trong năm vừa qua, gồm công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên sổ số, số kiến thiết Con Tum và công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên lâm nghiệp huyện Sa Thầy, Gia Đà Rai, Đắc Lây, Con Rẫy ba doanh nghiệp có kết quả xếp loại B gồm công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Lâm nghiệp Đắc Tô, công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Lâm nghiệp Cam Long và công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Lâm nghiệp Ngọc Hồi. Ủy ban dân tỉnh yêu cầu các công ty căn cứ kết quả xếp loại doanh nghiệp được duyệt triển khai thực hiện việc phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ khen thưởng phúc lợi và các nội dung liên quan theo đúng quy định hiện hành.